Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Hôm nay là ngày thứ tư, 25 tháng 8 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào cái đề tài thứ hai thì vẫn là phần bảo trợ. Epoch Times là một công ty truyền thông độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tập đoàn hay đảng phái chính trị nào. Có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ. Tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống. Kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626 618 6168 và 714 356 8899 hoặc trực tiếp etviet.com trân trọng giới thiệu. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với tờ Apple Time Việt ngữ qua trang web của họ là etviet.com ngoài ra còn được sự bảo trợ của Dr. Jacqueline, tức là Dr. J uh, Natural.com trong đây thì có rất nhiều những cái sản phẩm có thể giúp cho quý vị hỗ trợ quý vị uh, phòng chống đại dịch một cách hữu hiệu mọi chi tiết quý vị có thể vào trang web của Dr. J Natural.com để biết thêm chi tiết về những sản phẩm này và Dr. J tức là Dr. Jacqueline, tức là dược sĩ thu thảo cũng sẽ có một cái chương trình mỗi tối thứ ba ở trên cái channel của TNB và Phượng Mai lúc 8:30 để à, mời các bác sĩ lên nói về vấn đề y khoa. Bên cạnh đó là cái phần bảo trợ và quý vị trở lại với phần đề tài thứ hai ngày hôm nay. Trước khi đi qua đề tài thứ nhất thì Phong đã mượn cái à, lời khẳng định của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính tuyên bố rằng là sẽ không à, chống cộng sản Trung Quốc trước khi bà Kamala Harris tới Việt Nam, à, trước khi mà đi qua này tại vì lúc nãy Phong nói và trong cái câu chuyện phân tích lại không có cái uh, chứng minh để cho người ta thấy phạm minh chính nói câu này thì phong đã uh, đưa cho quý vị xem đây là trên tờ south china morning post quý vị thấy rất là rõ ràng việt nam nói rằng sẽ không đứng về cái phía chống lại trung quốc giữa lúc mà camera harris đang là viếng thăm việt nam và ở dưới đây thì quý vị nhìn thấy cái hình của thủ tướng cộng sản việt nam và đại sứ của trung quốc ở đây nha quý vị đó là cái hình rất là rõ ràng và chính cộng sản việt nam và chính phạm minh chính nói điều này là sẽ không chống lại cộng sản Trung Quốc. À một câu nói mà Phong gọi là lời tuyên bố đầy tính chất phản quốc bởi vì nó đi ngược lại ý muốn của dân tộc Việt Nam. Ý muốn của dân tộc Việt Nam là muốn trục xuất tất cả những công dân của nước cộng hòa, nhân dân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhưng Phạm Minh Chính đã tuyên bố ngược lại không chống cộng sản Trung Quốc và tôi trong cái bài phân tích thứ nhất thì tôi đã cho quý vị nhìn thấy rất rõ mối quan hệ giữa cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc là sẽ tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Họ sẽ không buông Cộng sản Trung Quốc ra. Bất kỳ cái uh, trường hợp nào ngoài trừ trường hợp họ bị sụp đổ, họ bị mất quyền lực và họ bị biến mất khỏi Việt Nam. Còn không thôi thì họ vẫn đưa dân tộc Việt Nam làm nô lệ cho Cộng sản Trung Quốc. Đó là điều không thể tránh khỏi quý vị. Và đó là cái đề tài thứ nhất của ngày hôm nay. Ok, bây giờ bước qua đề tài thứ hai. Trong đề tài ngày hôm qua thì tôi đã có nói đến vấn đề khó khăn của các do uh, gọi là các, các nông gia và các uh, hải nhà, những người sản xuất về nông sản và hải sản của Việt Nam đang gặp khó khăn và chuẩn bị phá sản trong mùa đại dịch. Ok quý vị, ngày hôm nay tôi lại thấy cái tình hình nó còn thê thảm hơn ngành khác nữa quý vị, ngành xuất cảng. Trong một cái bản tin mới nhất của tờ báo tuổi trẻ cho biết là số mặt hàng xuất cảng bị ứ động ở tại cảng cát lái ở sài gòn là quá nhiều và bây giờ không cách nào gọi là di chuyển được bởi vì theo lời phát biểu của cái người mà cai trị cái cảng này thì cho rằng là bởi vì cái thủ tục đi lại khó khăn trong cái lệnh phong tỏa khiến cho chủ nhân của các cái container tại đây đã không thể đi tới chỗ cả cảng cát lái để mà làm thủ tục xuất cảng được quý vị hay là làm thủ tục để mà đưa những cái container đó về kho hàng của mình được là bởi vì tình trạng gọi là phong tỏa tại việt nam và đây là một trong những cái lời tuyên bố và nhiều nhiều cái công ty nhiều cái trong việt nam gọi là doanh nghiệp đó thì bây giờ lại gặp khó khăn là không có đủ tiền nộp cho quan thuế để lấy mặt hàng đó về kho của mình hoặc là họ lại không đủ giấy tờ chứng từ để mà cho mặt hàng đó được xuất cản ra bên ngoài do nhiều lý do, đây là cái uh, excuse tức là cái sự giải thích từ phía cái uh, hệ thống gọi là điều hành của cảng Cát Lái trong khi đó thì uh, sở công thương của cái gọi là thành phố Hồ Chí Minh thì hiện nay các cái công ty lại phải thực hiện cái nguyên tắc nó gọi là cái chữ mà tôi nói là tức cười nhất là ba tại chỗ đó quý vị à, do đó họ không cấp giấy phép đi làm mà chỉ giấy giải quyết những giấy đi đường cho những người làm thủ tục xuất khẩu mà thôi đây là một trong những cái chi tiết mà liên quan tới tình hình của việt nam không những là người dân nghèo gặp khó khăn bị phong tỏa mà bây giờ giới làm ăn tương đối là có đời sống khá hơn một chút cũng lâm vào tình trạng gọi là dở khóc dở cười, ok và tôi gọi đây là tình trạng của dòng họ đổ, tức là đổ thừa. Bây giờ những kẻ ở trên cảng cát lái thì đổ thừa là tại vì do cái tình trạng phong tỏa cho nên những nhân viên của à, các cái công ty không thể có đủ giấy phép đi đường để tới nhận hàng hay là xuất cảng hàng ra bên ngoài. Đây là cái lý do mà họ đưa ra. Ngược lại thì một số những công ty nói rằng có nhiều lý do dẫn tới chuyện này việc phong tỏa chỉ là cái chuyện tương đối không có lớn lắm nhưng mà chuyện lớn nhất là tài chánh bởi vì thứ nhất là để mà có thể đưa được cái hàng đó về lại cái công ty của mình hay là cái kho hàng của mình thì phải đóng tiền cho hải quan gọi là tiền thuế nhập cảng hoặc là những công ty nào xuất cảng ra ngoài đó xuất cảng hàng của mình đi thì cũng phải đóng tiền vào cái gọi là LC tức là Line of Credit cho những đối tác nước ngoài đại khái như vậy phải cần có những cái tiền đó nhận lại cái tiền mà đó hoặc là phải đóng một số lệ phí xuất cảng ra bên ngoài và quý vị hai trường hợp này nó đã dẫn tới tình trạng mà tất cả các container đều bị à, ứ động ở tại cảng các lái và điều này nó phản ảnh rõ cái tình hình à, gọi là màu xám xịt của nền kinh tế Việt Nam như tôi đã nói nền kinh tế của cộng sản việt nam đang làm cho, nằm trong tình trạng bế tắc bế tắc là không có cửa thoát bởi vì những cái mà tôi đã phân tích trước đây cho quý vị từ cái hiệp ước FTA mà cộng sản việt nam ký kết với lại âu châu sự thật nó như thế nào tôi đã giải thích rồi và thứ hai là các mặt hàng của việt nam nhập cảng vào hoa kỳ trong một năm qua đã bị giới hạn rất nhiều một phần do vấn đề đại dịch một phần do vấn đề thiếu trách nhiệm trong cái nguồn nguyên liệu của nguồn hàng, tức là từ Trung Quốc. Và thứ ba là cái phẩm chất của nguồn hàng cũng không được đáp ứng đúng cái tiêu chuẩn an toàn của Mỹ. Do đó, thì bởi những lý do này, cho nên là mặt hàng của xuất cản của Cộng sản Việt Nam đã bị giảm thấp rất nhiều. Đã bị giảm thấp rất nhiều và chính vì vậy mà mặt hàng, những cái container hàng bị kẹt ở tại bến cảng các lái một phần là những, những lý do này. Bởi vì các cái cảng ở những quốc gia khác chưa chắc họ đã nhận những container này Ok quý vị Bây giờ đi vào phân tích tại sao mà tình trạng này nó xảy ra Tại sao không dùng cái gọi là điền form online Trong khi Cộng sản Việt Nam đang thúc đẩy cái gọi là Ở bên Việt Nam gọi là gì quý vị Công nghệ 4 chấm mà Không lẽ cả một cái hải quan Không có một cái trang online để cho những công ty có thể đó lên điền online Và không cần tiếp xúc với nhau sao Rồi sau đó chỉ cần liên lạc với lại cái uh, lực lượng phong tỏa nói rằng ờ giờ đó ngày đó chúng tôi có ta chiếc xe hàng chở hàng về kho và yêu cầu cấp giấy phép thôi. Rất đơn giản thôi quý vị. Đâu cần phải nhân viên của công ty hay là đích thân ông chủ công ty tới bến cảng cát lái để mà làm những cái thủ tục giấy tờ này. Đơn giản lắm quý vị. Tình trạng tham nhũng. Tình trạng tham nhũng chính là cái nguyên do chính khiến cho các lái ứ động các container và không xuất cản được và cũng không trở về các nhà kho được. Bởi vì chỉ có những ông chủ tới đó thì mới xì tiền ra được. Còn bây giờ chuyển ngân bằng ngân hàng ví dụ như là cản các lái à, lấy tiền thuế nhập cản thì bây giờ chỉ cần cho số tài khoản của hải quan là các ông chủ công ty chuyển chuyển khoản từ cái ngân hàng của mấy ổng qua tới ngân hàng của hải quan thì đâu có vấn đề gì đâu quý vị đâu có vấn đề gì đâu đúng chưa trừ phi là mấy ổng không có tiền mà nếu không có tiền thì nhập hàng làm cái gì mà có tiền thì có tiền bao nhiêu và cái tiền thuế là bao nhiêu mấy ổng nhập cảng mấy ổng phải biết tiền thuế để mấy ổng đóng chứ đúng không điều này rõ ràng là gì quý vị tình trạng tham nhũng ở bến cảng cát lái được xem là hết thuốc chữa do đó nó bị ứ động không phải vì vấn đề phong tỏa mà nó bị ứ động vì các à, cán bộ hải quan ở tại cảng các lái đang đói rã họng không thâu được tiền hồi xưa lúc chưa có đại dịch xuất cảng nhập cảng là đều có bao thư đi riêng cho nên các quan ở hải quan đó ấm lắm quý vị cái tiền đó chia nhau mỗi anh mỗi ta, mỗi anh mỗi tháng kiếm vài chục triệu tới vài trăm triệu đó là hàng cắt ké là nhiều có một có những anh hàng cao hơn thì kiếm độ vài tỷ đồng mỗi tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà quý vị, từ khi đại dịch bùng nổ và tình trạng thiếu hụt của các công ty cũng như là việc mà họ không thể tới được, họ chỉ có thể chuyển ngân cái tiền đóng thuế thôi. Thì các quan đâu có làm ăn được nữa. Các quan ở hải quan đâu có kiếm ăn được nữa, tại đâu gặp mặt người đâu đưa tiền. Mà bây giờ bị phong tỏa kiểu này lấy gì lấy gì đâu mà mà lấy tiền mà cho nó ra hàng mà không lấy tiền đó mai mốt nó xù luôn nó đổ, là mình chết tại vì sao mỗi nhân viên hải quan á, trụ đó, đó chừng cao lắm 3 năm thôi là phải chuyển qua ngành khác rồi chuyển qua ở uh, biên giới hay chuyển qua ở hải quan khác rồi đâu có nằm ở đó để chờ đội tiền đâu quý vị do đó quý vị tình trạng này là tình trạng mà nó dẫn tới cái uh, gọi là ứ, ứ động hàng ở cảng cát lái nhưng mà cảng cát lái chỉ là một còn phi trường tân sơn nhất thì sao những mặt hàng bằng air cargo tức là chở bằng đường hàng không rồi những mặt hàng chở bằng đường bộ thì như thế nào quý vị chung một số phận chung một số phận là bởi vì thời điểm đại dịch bùng nổ này với cái xác lệnh từ ngoài bắc đưa vô phong tỏa tất cả mọi thứ thì các đối tác của các quan chức ở những ngành này là không gặp nhau được không gặp nhau để mà chi tiền được quý vị do đó bây giờ không gặp được thì phải giam hàng giam hàng ở trong cảng giam container ở trong cảng chính vì vậy các quan bắt đầu đói các quan bắt đầu đói rồi cái bị đói ra họng rồi nếu mà kéo dài thêm dài 3 tháng nữa thì chưa biết tình hình ra sao cả nhưng đây chính là thực tế tại vì những người làm ăn ở việt nam họ hiểu rõ nhất họ hiểu rõ nhất những chi phí mà họ nhập cảng hay họ xuất cảng từ ở cái cửa hải quan nếu không có chung chi nếu không có đường dây riêng thì khó làm ăn vô cùng mà ngay cả chung chi và có đường dây riêng mà đi sai quy tắc của các quan thì các quan làm thịt luôn do đó họ rất sợ giới làm ăn ở việt nam rất sợ những cái tình trạng này và bây giờ nó đã xảy ra cục diện này thì quý vị thấy rõ ràng thứ nhất là các quan đang kiếm cách để mà mè nheo đòi tiền thứ hai là các doanh nghiệp hay là còn lại các công ty đó thì vấn đề tài chính của họ đã gặp khó khăn. Hàng xuất cản không được thì không có cái uh, nguồn thu vô. Mà không có nguồn thu vô, nợ ngân hàng lại đáo hàng. Tại vì đa số những công ty làm về những cái ngành mà đặc biệt là ngành xuất nhập cản đó quý vị, đa số đều vay vốn của ngân hàng. 90% đều vay vốn của ngân hàng. Do đó bây giờ họ phải trả những cái tiền lãi của ngân hàng. Chưa kể là một số công ty muốn sản xuất còn phải chi phí thêm cho nhân viên làm việc với tinh thần ba tại chỗ, <laughs> cái gọi là ba tại chỗ nữa, chính vì vậy mà bây giờ các cái công ty ở Việt Nam đang trong nguy cơ phá sản, không riêng gì các nhà nông, các ngư phủ ở Việt Nam đang đối diện với tình trạng mà bị phá sản về và bế quan tỏa cản, mà ngay cả những cái những cái công ty khác, những cái cơ sở thương mại khác ở tại Việt Nam cũng lâm vào tình trạng tương tự là họ không xuất hàng được mà không xuất hàng được thì không có tiền. Rồi á, nhập hàng vô cũng vậy, nhập hàng vô bây giờ không cho không cho mang về kho, giữ ở hải quan mà giữ ở hải quan đâu phải là giữ không quý vị. Mỗi một ngày họ tính tiền container nữa. Tức là họ giữ mỗi một ngày họ cộng tiền lên nữa. Họ cộng tiền cho tiền kho đó quý vị, gọi là tiền kho đó, tiền chứa container ở ngoài đó, đâu phải là quý vị đợi đậu miễn phí đâu vẫn phải trả tiền của mỗi một cái container ở ngoài đó. Mà tới lấy hàng thì cứ bị viện cớ là không đủ giấy tờ. Do đó quý vị, tình trạng này nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty cơ sở thương mại tại Việt Nam đang lâm trong tình trạng dở khóc dở cười. Và quý vị, nếu như tình trạng này kéo thêm 1 2 tháng nữa thì coi như là toàn bộ cái giới tiểu thương của Việt Nam banh xác hết. Tôi gọi là tiểu thương tức là những người mà làm ăn buôn bán không có lớn lắm, không có mang cái tính chất mà gọi là đại công ty. Thì coi như là họ banh xác hết. Kể cả những đại công ty bây giờ cũng đang lâm trong tình trạng khó khăn, nhưng mà họ có cái vốn luân chuyển ở ngân hàng khá nhiều, họ có thể gồng gánh nửa năm một năm. Tại vì họ là những đại công ty. Nhưng mà những cái công ty cấp trung trở xuống thì nguồn vốn có hạn và nợ nần ngân hàng cũng nhiều. Do đó, khi mà họ nhúng vào và bây giờ bị kẹt tình trạng này là coi như là họ đang có nguy cơ mà khi quý vị biết đi vay tiền của ngân hàng của Việt Nam đi vay tiền là phải có đồ thế chấp đồ thế chấp đó chính là tài sản tài sản đó chính là đất đai nhà cửa building thì có nguy cơ sẽ bị kéo có nguy cơ sẽ bị kéo tất cả này tức là ngân hàng nó tịch thu vì không trả được các con món nợ đúng hạn là nó sẽ tịch thu đây là tình trạng sau đại dịch sau đại dịch tức là thêm một hai tháng nữa là tình trạng chung do đó giới buôn bán bây giờ ở việt nam hay là cái giới mà gọi là à, công xưởng cấp trung cấp, cấp nhỏ đó quý vị đang chuẩn bị trên cái đà cũng giống như các nông gia các ngư phủ phá sản không còn lối thoát trong khi đó nhìn ngược lại cái cơ cấu cai trị bây giờ thì quý vị nói cho tôi nghe cái đường hướng phát triển kinh tế của họ là cái gì mặt hàng xuất cảng giống như tôi đã trình bày là không xuất cảng được rồi. Thứ nhất là do giá năng lượng cao. Thứ hai tình trạng dịch bệnh bùng nổ khiến cho nhiều quốc gia đã giới hạn các cái tàu bè nhập cảng. Do đó không xuất cảng được nhiều, không xuất cảng được nhiều và đương nhiên phải cộng thêm một số những vấn đề khác nữa không phải chỉ có hai lý do này, đúng chưa? Vậy thì quý vị xuất cảng không được vậy thì nền kinh tế gọi là nền kinh tế chủ đạo theo ngôn ngữ cộng sản nha nền kinh tế chủ đạo của cộng sản việt nam bây giờ là cái gì để vực dậy nền kinh tế này gia công thì coi như xong rồi đó quý vị các công xưởng về điện tử ở ngoài bắc như ở thái nguyên samsung apple hay cái gì đó là họ ngưng lại rồi họ đã ngưng lại bởi vì tình trạng dịch bệnh bùng nổ họ ngưng lại và đồng thời là họ còn phải à, gọi là tái cấu trúc lại cái à, cơ cấu các công ty của họ ở khu vực Á Châu nữa có thể sẽ rời họ sẽ dời tất cả công sự đó ra khỏi Việt Nam có thể thôi tôi chưa dám khẳng định tại vì họ các công ty từ Apple Samsung cho tới Intel những công ty này do cái chính sách chuyển đổi à, của Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu do đó các công ty này đang trong cái tình trạng gọi là tái cấu trúc lại công ty mà trong quyền tình trạng tái cấu trúc lại công ty đó thì Hoa Kỳ lại khuyến khích tức là chính phủ họ khuyến khích là đưa những công xưởng đó qua những quốc gia à, đồng minh của Hoa Kỳ. Tại vì những quốc những công ty đó mà dời công xưởng của họ ra những đến những quốc gia đồng minh thì họ được sự tài trợ và à, về mặt tài chính hoặc là họ được giảm thuế bởi ngay chính phủ Hoa Kỳ. Nếu dời những công xưởng qua qua những quốc gia đồng minh, ví dụ như là Ấn Độ, ví dụ như là Indonesia, ví dụ như là Malaysia và kể cả Thái Lan Do đó quý vị, những công xưởng ở Việt Nam gia công có thể trong một vài năm nữa họ sẽ tính tới tình trạng tái cấu trúc và họ đang trong tình trạng tái cấu trúc và họ sẽ dời đi. Rồi ngành dệt may thì bây giờ chết đứng tại chỗ. Quý vị đã biết, tôi đã giải thích rồi là vì nguồn gốc các cái bông vải sợi nhập cảng từ Tân Cương đã bị cấm tại Hoa Kỳ. Ngành dệt may ít nhất trong vòng 1-2 năm trước khi họ kiếm ra được cái nguồn nguyên liệu thì các công công ty thời trang của Hoa Kỳ và của Âu Châu sẽ không nhập cản hàng thời trang của họ. Dầu khí thì quý vị biết rồi, họ chỉ có một cửa đường bán cho Trung Quốc thôi. Vậy thì về xuất cản coi như là con số không. Về xuất khoản là trong vòng 1-2 năm nữa. Vậy thì trả lời cho tôi biết cái nền kinh tế chủ đạo của Việt Nam sẽ là cái gì đây? Thị trường tiêu thụ nội địa. Bây giờ dân không có tiền làm sao làm sao vượt dậy tình trạng gọi là thị trường tiêu thụ nội địa đây quý vị. <laughs> Nếu dùng cái đó gọi là cái kinh tế chủ đạo, giống như Tập Cận Bình đang bị cô lập ở Trung Quốc, thì Tập Cận Bình ỷ vào có 1.4 tỷ dân để mà phát động cái gọi là thị trường tiêu thụ nội địa. Tức là người Trung Quốc sản xuất hàng Trung Quốc cho dân Trung Quốc xài đó. Nhưng mà ít nhất Trung Quốc, thứ nhất họ còn sản xuất được nhiều cái mặt hàng công nghiệp những cái mặt hàng điện tử và họ có nhiều cái mặt hàng được xem là có thể cung ứng được cho người dân ở Trung Quốc. Và dân số Trung Quốc tới 1 tỷ 4 người lần. Thì Tập Cận Bình có thể đi được cái chiến lược này. Nhưng ở Việt Nam thị trường 100 triệu lại không sản xuất được cái gì hết. Ngoại trừ gia công. Ngoại trừ gia công ra thì không sản xuất được cái gì hết. Thì lấy cái gì gọi là để cho người dân có thể tiêu thụ đây quý vị. Gọi là thị trường à... À, gọi là phát triển cái thị trường tiêu thụ nội địa tức là thị trường tiêu thụ nội địa cũng không trở thành một cái uh, nền kinh tế chủ đạo được và sự bế tắc này đã cho quý vị nhìn thấy được điều gì nếu quý vị là một người bình thường ok vậy thì cái cách kiếm tiền của anh cho đất nước việt nam là cái cách gì đây lại xuất khẩu lao động mà xuất khẩu lao động bây giờ trong mùa đại dịch này và cho tới năm tới luôn quý vị khó khăn vô cùng Tại vì các quốc gia họ vì tính vấn đề đại dịch. Họ giới hạn các cái uh, lao công nhập khẩu nữa. Họ giới hạn cái sự lao công nhập khẩu nữa. Là kẹt luôn. Tức là xuất khẩu lao động cũng chưa chắc có được cái nguồn lợi nữa. Vậy thì nền kinh tế đó là nền kinh tế gì đây? Quý vị nói tôi nghe đi. Mà bây giờ cứ đánh bóng thổi kèn là mức tăng trưởng GDP cao lắm 7% lần tôi nói cho quý vị nghe rất là rõ ràng tức là bây giờ tôi không nhìn ra được một cái điểm chính cho cái xương sống kinh tế của việt nam là cái gì cuối cùng quý vị chỉ có một số những cái tay mà gọi là à, có tiền có bạc trao qua đổi lại trong thị trường chứng khoán rồi à, địa ốc là cái gọi là kinh tế chủ đạo đó kinh tế chủ đạo của việt nam ngày hôm nay là thị trường chứng khoán và địa ốc mua qua bán lại và cuối cùng quý vị thị trường địa ốc lạng vạn mua qua bán lại một hơi á cuối cùng lọt vào tông tay người trung quốc hết cuối cùng người trung quốc nó thao túng hết tất cả ngành địa ốc luôn nó tìm cách nó nhờ người việt nam đứng tên whatever để mà rồi cái cuối cùng nó thu nó thu tóm tất cả những cái địa sản hết rồi quý vị thị trường chứng khoán bây giờ cứ thổi phòng chuyện này thổi phòng chuyện kia để mà à, bơm giá chứng khoán lên rồi hạ giá chứng khoán xuống để để buông qua để mua qua bán lại kiếm lời. Ngoại trừ hai cái này ra, thì quý vị thấy không? cả một cái nền kinh tế quốc gia không có một hướng đi. Phát triển công nghiệp thì không xong rồi. Phát triển nông nghiệp bây giờ bị giới hạn đó. Quý vị thấy đồng bằng sông cửu long cho tới các vụ mùa bây giờ chết đứng đó. đúng chưa? Công nghiệp không xong rồi nông nghiệp cũng không xong kỹ thuật thì dở hơi tức là không đâu ra đâu hết tại vì kỹ thuật việt nam được xem là kém nhất khu vực kém nhất khu vực bằng cấp kỹ thuật ở việt nam không xài được ở nước nào ngay tại việt nam còn không xài được đừng nói qua nước khác tức là ngành kỹ thuật việt nam kém nhất yếu kém nhất khu vực luôn không có một cái sáng tạo không có một cái phát minh không có một cái nhu liệu không có gì hết thì quý vị đây chính là cái hậu quả của một cái gọi là gì quý vị tôi gọi là nền kinh tế tập trung đó tức là tất cả đều nằm trong những cái ngành mà hái ra tiền bây giờ nằm trong tay của những kẻ cai trị nằm trong tay của những kẻ cai trị đó, những ngành hái ra tiền hiện hiện nay đó quý vị ngành điện lực cộng sản lắm ok ngành bia rượu bây giờ bán cho công ty của thái lan nhưng mà có phần của cộng sản trong đó cuối cùng nó nắm luôn. Rồi ngành thuốc lá, tabaco, cộng sản kiếm lời bằng ngành này thôi. Quý vị, rồi ngành đường sắt, xe gì, phương tiện giao thông công cộng. Từ xe bus cho tới ngành đường sắt. Cộng sản nắm. Tư nhiên nó cũng được nắm. Cuối cùng là nền kinh tế chủ đạo, chỉ đạo và nền kinh tế là tập trung đó. Cuối cùng tài sản nó hút hết vào trong tay của những kẻ cai trị tư nhân không còn gì hết. Bây giờ nhiều ngân hàng nếu mà từ đây cho tới qua năm tới tức là từ tháng giêng cho tới sau tết đó quý vị nhiều ngân hàng sẽ phải giao toàn toàn bộ ngân hàng mình cho những kẻ cai trị với giá không đồng luôn. Tức là nó sẽ khai lỗ các ngân hàng đều nói lỗ hết rồi giao cho kẻ cai trị với giá không đồng để thoát nợ. Chứ không tôi á, nợ xấu nhiều quá. Đó đại dịch này đâu quay trả nợ đâu ai cũng trễ nải món nợ hết ai cũng đâu có ai nộp nợ đúng nhé đúng thời hạn đâu thì bắt buộc là nó thành nợ xấu và khi thành nợ xấu rồi quý vị các ngân hàng lấy cái nguồn vốn đâu ra để mà luân chuyển nữa khi mà 10 người mượn nợ thì hết chín người không trả nổi món nợ thì cuối cùng quý vị qua năm tới là các ngân hàng sẽ từ từ à ah, ngân hàng này sẽ giao cho ngân hàng trung ương với giá không đồng vậy dạ, tức là Vietcombank đó, ngân hàng trung ương là Vietcombank của Cộng sản đó với giá không đồng ngân hàng a ngân hàng b ngân hàng c cuối cùng nó thâu tóm vô hết cuối cùng tất cả những cái ngành quan trọng nó nằm trong tay của kẻ cai trị còn tất cả những ngành khác chết hết và cuối cùng nền kinh tế tập trung người dân mất hết tài sản ai mà trong thời gian qua kiếm được tiền chạy tài sản ra nước ngoài còn giữ được mà nếu tài sản nó còn nằm ở việt nam trước sau cũng mất ai mà chạy được tài sản ra nước ngoài sớm may mắn thì còn giữ được tài sản còn những ai mà đất đai tài sản ở việt nam nhiều tôi bảo đảm quý vị trong vòng một năm thôi từ đây tới năm tới thôi là bay hết bay hết vào tay của ngân hàng bay hết vào tay của các quan chức và đó chính là bản chất của cái cai trị và sau đại dịch này quý vị càng nghèo thêm tôi nói thành phần trung lưu nha có tiền đó còn thành phần dân nghèo thì mình không dám nói nữa rồi tại vì người dân nghèo họ quen nghèo rồi bây giờ một một ngày một một tuần một, tờ, một tờ, bảy bữa họ ăn bốn bữa họ đói ba bữa thì họ vẫn đỡ vẫn sống được thôi chết thì không chết mà khá không nổi thì dân nghèo là vẫn như vậy nhưng cái thành phần mà gọi là trung lưu có chút xíu tiền bạc trong vòng một năm nữa tôi nói quý vị bay hết nếu không chạy tẩu tán tài sản ra nước ngoài thì tôi tôi nói với quý vị là còn kẹt ở Việt Nam là bay hết và cuối cùng quý vị đám quan chức và đám sân sau nó càng lúc nó càng giàu và đó chính là cái thiên trạng tại Việt Nam bây giờ. Ok quý vị, cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện chiều ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối lúc 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Quý vị có thể đem đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta thảo luận hoặc là quý vị có thể dựa trên các bản tin mới nhất được cập nhật chiều ngày hôm nay của Phong để chúng ta tiếp tục thảo luận trong phần tin cập nhật buổi tối lúc 6 giờ 30 giờ California. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.